ông mà... chú này chở luôn. Thì cũng quen được 2 tháng, tự nhiên đùng cái ông nói chia tay. Cũng để ý một bạn khác trong lớp à. Thì đó, nãy giờ mà không khai là không khai đó nha à. Có một cái yêu cầu các bạn thấy, ủa con bé này quen quá. Lúc mà em nhìn lại là rất là sốc, tại vì nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, hot girl hơn. À đúng rồi, ăn mặc rất là phong cách. Cái nghĩ là à, con bé này hồi xưa mình quen 17. Trời ơi, cô dâu lấp la lấp lánh, chú rể thì như ca sĩ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Đỗ Duy Cường, em được 24 tuổi và đang công tác làm quản lý nhà hàng. Thế còn em? Dạ em tên là Thu Hạnh, hiện giờ em đang làm nhân viên tư vấn bán hàng à. Em năm nay 23 tuổi. Hạnh Cường quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em có tham gia một cái web dành cho những người độc thân. Hôm đó có buổi offline thì có cái bé này là xinh xinh mập mập, cho nên là cũng có để ý một chút. Ủa Cường, anh nói thiệt nha, em cận thị bao nhiêu rồi? 2 độ. 2 độ mà tại sao em nói vợ em mập? Mọi người có đồng ý là cô dâu mập không? Không, thì cái lúc đó là 4 năm trước rồi. Anh không tin đúng không? Có đem theo bằng chứng luôn. Đó. Đưa đây cho anh. Đây. Và bằng chứng Cường nói vợ mình mập. Đây. Mập không mập quý vị? Mập không? Không, nói chung là cũng mập mập xinh xinh chứ không phải là mập quá. Trời ơi. Ông chú này. Trời ơi. Mập điểm chút xíu thôi hả? Không phải, tại vì Cường nó ốm quá cho nên nó nhìn ai nó cũng thấy mập. Chắc vậy quá. Đúng không? Chắc vậy quá. Ừ. Nói chung hồi đó thì ảnh còn đẹp hơn bây giờ nữa, giống mà Hàn Quốc, nhảy đẹp. Cái bộ môn nhảy của em là gì? Dạ, nhảy hiện đại chị. Mọi người có muốn xem Cường nhảy không ạ? Ừ. Trời ơi. Thì mà mọi người xem chơi vui vẻ. Rồi ra đây nè. Tới khúc cởi áo chưa? Đó, cô vợ nhìn kìa. Đó. Cởi áo chưa? Cởi áo chưa? Quay trở lại với cái tình yêu của em, là em bắt đầu yêu Cường là ngay từ cái buổi gặp nhau hay là sau đó lớp 12 mới yêu? Dạ thì anh thích thôi, nói chung lúc đó em cũng còn nhỏ lắm. Thích ổng thì cứ tới tấp như đứa trẻ mà thích cái gì vậy đó. Vậy tạm gọi đó là cái gì? Tình yêu con nít. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng quen được 2 tháng, tự nhiên đùng cái ổng nói chia tay. Em nhớ hoài cái câu nói đó luôn. Hai đứa mình là cả hai người ở hai thế giới. Ủa kỳ vậy? Thế giới. Thì sự thật đó là cũng để ý một bạn khác trong lớp. Thì đó, nãy giờ mà không khai là không khai đó nha. Tại sao cùng một lúc vậy mà em lại không chọn vợ em mà chọn bạn kia? Thì thấy cái nào đẹp hơn, mới hơn thì mình thích hơn. Nói chung là bạn kia có đẹp hơn vợ em không? Có đẹp hơn. Lý do đẹp hơn ở chỗ nào? Nhỏ nhắn hơn rồi cao ráo. Nó là ổn hơn đúng không? Em mê cái gu. Nói chung là ngoại hình khác. Rồi lý do gì tại sao bây giờ ghen ngược lại vợ em? Sau khoảng 2 năm trời, hôm đó vô tình đang lang thang trên Facebook có một cái yêu cầu kết bạn, thấy ủa con bé này quen quá. Lúc mà em nhìn lại là rất là sốc, tại vì nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, hot girl hơn. À đúng rồi, ăn mặc rất là phong cách. Cái nghĩ là à, con bé này hồi xưa mình quen 17. Con bé ở thế giới bên kia. Đúng chưa? Cái rồi cũng xin kết bạn, cái rồi có hẹn đi uống cà phê, nọc mạch nói chuyện. Như vậy có nghĩa là em chủ động là kết bạn với bạn này à? Thì lúc đó tự nhiên em thấy cái yêu cầu kết bạn của ông này. Thì vừa yêu cầu xong mình đồng ý á, xong á thì thấy ổng chát thì em biết là ổng nội này nè. Giờ thấy người ta lạ chắc là nhào vô tiếp. Thấy ta lạ đây có nghĩa là đẹp, là đẹp. Đẹp ra body sexy hơn đúng trước không? Trước đó cũng cỡ nửa năm á, là em vẫn như ngày xưa thôi. Nhưng mà em thấy đến cái tuổi mà phải đẹp đẹp chút để còn lấy chồng. Em cũng quyết giảm cân. Đơn giản là lý do là muốn
cho đẹp để mà còn lấy chồng nữa, hay là lý do làm cho đẹp lên để cho cha nội này cho quay lại cho mê mình? Không, em không có nghĩ đến cha nội này nữa. Khi gặp lại thì có phải do nguyên nhân là em vẫn còn mê trai đẹp không? Không, lúc đó là chấp chít này nói mấy năm rồi không gặp, thì ổng mới hẹn em đi uống cà phê, mà em cũng chuẩn bị bộ đồ đẹp để cho chọc tức mà. Nhưng mà đến lúc vừa bước vô, trời ơi sao mà hút quá. Mình không còn sửa sói gì nữa. Nói chung là mê trai. Trời ơi, chị muốn té luôn. Trời, nói chung là vẫn còn sức hút nên hút ổng luôn. Còn em sao? Nói chung là được dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn, rồi mặc đồ rất là style, phong cách. Cho nên thích cũng nảy sinh này nọ. Cho hỏi nè, cái tình yêu sau 2 năm và cái tình yêu con nít trước đây có khác biệt nhau? Chắc khác nhiều chứ anh. Có một chút hối tiếc hồi xưa là sao lại bỏ một người như vậy. Vậy là bây giờ là kèo dưới đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chồng em á có một cái sức hấp dẫn như vậy, có ngoại hình như vậy. Vậy thì trong công ty của chồng em có nhiều cô cũng thấy ảnh rất có nhiều luôn. Lúc mà quen lại á, bữa đó ông mới gửi em cái điện thoại. Nói chung con gái mà tò mò thì vô tình Facebook thì ổng chưa có out ra. Vô Facebook cái phần tin nhắn thì thấy con nhỏ đó cũng làm trong khách sạn, thì thấy là hai người đang tán nhau. Đọc mà tức lắm, tại vì mình đã chăm sóc là chỉ biết nổi mà. Em đem cơm cho ăn, rồi cái gì em cũng lo mà lừa dối như vậy. Em thật sự lúc đó em sốc kinh khủng luôn. Đọc nào là hả anh, nếu mà Cường chưa có người yêu là chắc Cường quen rồi. Rồi những lúc mà em bận gì em không đem cơm là ảnh nhờ chị kia nấu cho ảnh này. Đó. Rồi cái chị kia chị mới nói Cường có biết là cái người nấu cơm cho ăn là có ý nghĩa gì không? Ông này ông nói ý nghĩa gì Cường tới đâu có biết đâu. Cái nói là ý là một gia đình đó. Nói thiệt lúc đó hả máu bao nhiêu nó dồn lên não em hết. Em mới gọi em nói lúc đầu còn chói nữa. Rồi em mới nói thôi chia tay đi, thà như vậy á còn tốt hơn, sau này mà còn nhiều chuyện xảy ra em không có chịu nổi. Chị hỏi này, giữa em với cái cô đó có gì xảy ra chưa? Thật tình là lúc đó là chưa có cái gì, tại vì vợ em có một cái tính là hay làm quá sự việc thôi. Cái vấn đề đưa cơm á là do trong cái khách sạn đó không có bao ăn, thì có bếp thì tụi em mua đồ ăn vô nấu chung với nhân viên với nhau đỡ tốn tiền thì thôi. Cho nên là tối đó là em về em giải thích, cũng xin lỗi, năn nỉ xin lỗi, rồi hứa từ nay không có vậy nữa, rồi cắt đứt liên hệ với lại cái người bên đó luôn rồi này nọ. Cũng may là xìu theo. Dạ. Thì xìu theo thì mới lấy chứ. Rõ. Sao giờ ngồi đây. Rồi bây giờ là lấy nhau rồi thì ai là người nắm kinh tế? Dạ. Ai giữ tiền? À vợ. Mỗi ngày phát ra 50 đi làm. Trời ơi. Như kèo dưới là cũng như là nghi rồi đó. Nhưng mà cái cuộc sống sau hôn nhân á tụi em thấy là vui vẻ không? Đúng là suôn sẻ. Nhưng mà có một cái vấn đề là vợ em bị hai cái hay lãm nhảm nhiều. Lãm nhảm gì? Chỉ có bà Điên mới lãm nhảm. Ý là có một cái vấn đề cứ nó đi nó lại, nó tới nó luôn, nó mình hiểu rồi nó hoài, đang ngủ mà cũng nói. Vấn đề gì mà kinh hoàng vậy? Ảnh thì có cái tính là rất là hiền, rất là quan tâm bạn bè đồ này kia, cho nên mà nhiều lúc em nói là mình có gia đình rồi, mình lo cho gia đình mình trước. Còn bạn bè thì mình xếp thứ hai đi, cái gì cũng tận tâm với bạn bè, nhiều lúc khiến em cảm thấy bực bội. Chồng em có hào phóng không? Có luôn. Có 50.000 mà hào phóng thì bỏ đó, ta muốn hỏi đó. Hào phóng nhưng mà hào phóng cái kiểu là sẽ dụ vợ hào phóng chung. Không. Giống như là nói chung từ lúc tụi em quen đến khi cưới luôn là ổng không có cái gì lãng mạn với em hết á. Hai đứa có đi du lịch xa hay gì là em kêu đi cái nói thôi đi rủ bạn này, rủ bạn kia, phải có đông đủ bạn đi mới vui. Còn đi với vợ là không có vui. Có nghĩa là sống vì bạn sao mới tới vợ. Đúng là cái kiểu em có hạn chế là không có tạo khoảng không riêng cho vợ. Ví dụ như bây giờ lấy nhau rồi, buổi tối đi làm về xong thì có rủ bạn tới nữa không? Hay là giờ về vợ cũng làm gì vợ làm, còn ảnh là chỉ có ôm cái laptop chơi FIFA. Chơi đến lúc mà em kêu đi ngủ cũng chưa chịu ngủ, kêu em ngủ trước đi. Tới bây giờ vợ em vẫn còn ghen không? Vẫn còn ghen nhưng mà hiện tại tại vì em quá là trong sạch cho nên là chưa có cái trường hợp. Trong sạch bây giờ anh muốn hỏi em nè. Tới bây giờ chồng em còn bị đồng nghiệp nữ tán tỉnh. Đó. Hoặc là nấu cơm nha. Hết rồi. Nhưng mà chồng em thì có lần đó là ảnh đi nhậu đê ở Bạc Ti. Thì em nói đi gì đi nhưng mà phải trước 12 giờ đêm mới về. Ảnh em mới cho đi. Thì qua 12 giờ đêm mới về. Em bực lên rồi. Điên lắm, ngủ không được, chờ về đến nhà dẫn xe vô xong rồi đi lên lầu kêu em dậy, chưa kịp nói gì lấy nguyên đống tiền á quạt quạt cho mặt.
Em đi lên em lấy nguyên cái gói em phan thẳng vô mặt. Ủa mà tại sao vậy? Như vậy không, là vợ em mê tiền lắm đúng không? Mê tiền lắm không? Đúng là em mê tiền lắm. Em nhớ cái tháng đầu tiên em lãnh lương về á, đang buồn hỏi gì vậy em mới lãnh lương đưa ra. Ủa mừng, nói chung là quên hết cả vui, ôm hôn rồi này nọ làm quá lắm. Cái là lúc đó mình về mình biết là giận rồi. Cái rồi mình cũng suy nghĩ à, đi lãnh lương, vợ mình cũng thích tiền lắm. Cái đầu mới suy nghĩ cầm cọc tiền á, quá không, ý chiêu này hay, chiêu này hay. Không, quạt cho ổng còn đỡ, ổng quạt như mặt em vậy này, cứ quạt. Ủa mà quạt như mặt vợ ý. Không, ý hôm nay lãnh lương có tiền nè, đừng có giận nha. Ý là mày thôi, cầm cái gói phan cái bằng cái. Trời ơi. Ủa mà sao vậy? Không, chúng thời điểm lấy tiền cũng để đó thôi, biết đâu làm gì đâu. Thì sáng mai cũng được, cũng được. Thì này vô năn nỉ đi, không nói tiếng nào á, cứ cầm tiền quạt quạt. Em ơi, đừng giận em ơi. Không có nói luôn anh. Không có vậy nè, không có nói, à, cứ cầm quạt quạt. Có nghĩa là quạt, quạt cho hạ hỏa đúng không? Mình lấy cái chi tiết này vô kịch được. Được á, được á. À, vợ của em á, ngoài cái lèm ghen lèm bèm còn có thật xấu gì không? Này nghiện shopping, nghiện một cách vô tội vạ. Phòng em có cái kệ giày mà 5 tầng ha, chắc cũng phải để được mấy chục đôi mà em chỉ có 2 đôi giày à, mà nó vẫn phải nằm dưới đất. À, là không được lên kệ. Nằm dưới đất là ngay tầng trệt luôn á. Với lại vợ em có cái shop online, thấy đi lấy hàng về cho khách, cái rồi ủa sao vợ nó đi giao hàng đi, khách hủy cancel rồi. Em mặc ôm đó, em mặc ôm. Chiêu chiêu. À, bây giờ em mong muốn chồng em có một điều thay đổi, thì em muốn điều gì? Quan tâm vợ một chút. Quan tâm đúng không? Dạ. Thế còn Cường, Cường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt shopping lại. Còn một điều nữa, hy vọng trên sau chương trình này chắc có tin vui. Bây giờ cũng mong nhiều nhưng mà em nói thì khi nào đến thôi chứ bây giờ đúng đâu rồi. Thực ra mình đừng có tạo cái áp lực trong đầu rồi. Mình á thì là cái chuyện đó dễ dàng, chương trình cũng chỉ mong là tụi em sẽ có tin vui giống như là cái điều mong muốn của chồng em. Cuộc sống của tụi em vẫn lúc nào cũng hạnh phúc, nhiều tiếng cười như bây giờ. Còn cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ rằng em cũng cố gắng đáp ứng, tức là quan tâm nhiều hơn chút nữa. Dạ. Tại vì quan tâm nhiều hơn chút nữa thì dễ có em bé hơn. Nghĩa là trước đây quan tâm ít ít thì bây giờ nhiều hơn chút xíu thì em bé nó mới quan tâm hai người. Anh xin cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn. Em chọn một cái sân của trường rất là nắng, em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tật lăng chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều, mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. À. Lương cấp theo tuần anh ạ. Đi làm cơ quan thì cấp theo tháng nhưng về nhà vợ lại cấp theo tuần. Một tuần nào có nhiêu em? Dạ 200 ngàn. Gì một tuần 200 ngàn hả? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Đinh Mạnh Nam, năm nay 27 tuổi, hiện đang công tác tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Rồi, còn em? Em tên là Đỗ Thái Ngân, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh ạ. À. Một người là miền Đông, người miền Tây. Dạ. Đúng không? Vậy Đông Tây gặp nhau sao? Hôm đó là một ngày đầu tiên học quân sự, vô tình em với cô ấy chung một tiểu đội. Khi mà chia tiểu đội xong thì thầy hỏi là ở đây có bạn nào viết chữ đẹp lên viết danh sách dùng thầy. Cả 200-300 người chưa có ai kịp giơ tay, cô bé cô lanh chanh đứng lên. Chắc là em viết chữ đẹp luôn. Dạ cũng bình thường, tại vì ngày trước thì em hay tham gia binh đoàn á, cho nên là em rất là thích xung phong và được thầy phân công cho là đại đội phó. Đại đội phó thì lúc đó em là gì? Em là tiểu đội trưởng ạ. Trời, vậy là em quá thấp so với cô ấy đúng không? Dạ. Cho nên là em phân công chồng em làm tiểu đội trưởng thì chồng em không chịu, rất là hách dịch. Rất là khó chịu với em. Em là đại đội phó, dạ. Đây là tiểu đội trưởng thì dạ. Chắc chắn là em sẽ đi ông tiểu đội trưởng này dữ. Nhưng mà không anh ạ, ngược lại. Tại vì khi mà ở một lớp thì em là rất là có uy, nhưng mà khi mà nằm ở trong tiểu đội thì em chỉ là thành viên thôi. Anh ta rất là đì em. Đì cổ sao? Thầy có chỉ đạo cho từng tiểu đội là tập nghi thức quay trái quay phải với đi đều. Thì em chọn một cái sân của trường rất là nắng, em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tật lăng chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều, mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Cái tật lăng chanh đó bắt tập mấy tiếng? Dạ chỉ cần 5 phút thôi là đã chịu không nổi rồi chứ. Đầu tiên cho quay trái quay phải xong rồi đằng sau quay. Nhưng mà anh ấy cho em quay phải luôn, thế là em tức quá em quay, em nói vừa phải thôi nha. Thấy người ta không nói làm tới. Rồi khi mà vô học lý thuyết thì em kêu là tất cả các tiểu đội điểm danh bạn nào vắng, kêu là cái con nhỏ số 10 nó vắng á. Thế là em lên em nhìn danh sách thì em mới biết là cái tên số 10 là tên của em. Rồi đại đội phó với lại tiểu đội trưởng là có lần nào xung đột mà đi đến xảy ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay chưa? Dạ chưa ạ, chỉ là chơi khăm nhau như vậy thôi ạ. Cái lần là bắt đầu quay
vòng 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 vậy hả? Dạ. Sao thương thương nhau được ta? À, vậy thì đến khi nào hai bạn để ý nhau? Dạ. Người nào để ý nhau trước? Cô ấy. Không, anh ấy. Ủa vợ ấy. Nói chồng nói vợ vậy cuối cùng lại. Tại vì ấn tượng đầu tiên của em là rất là ghét chồng em. Rồi cuối cùng là sao? Chắc là do ghét của nào chờ trao của. Tôi đã phải có một cái điểm mất mà có một cái ngày nào, một cái giờ nào và trong một cái thời tiết nào, không gian nào để hai bạn chợt nhận ra rằng là mình phải gắn chặt với nhau chứ? Dạ, tại vì có một lần là anh chồng em thì rất là dạy gái. Dạy gái hả? Một lần là vô tình là về quê kêu em là khi nào về thì nhắn tin cho Nam biết. 200 mấy học sinh chỉ có khoảng cỡ gần 10 thằng con trai thôi, tại học lớp kế toán mà ký túc xá tâm sự với nhau. Bảo có con bé đó là đại đội phó mình, nó ghét lắm. Mấy thằng đó nó với thách em là bảo bây giờ mày có tiếp cận được nó không, thách đó, tán tỉnh nó có được hay không. Thì ra là thách thức. Khích bác khích xong chính vì vậy mà cổ đi về quê rồi, nên là gì nhắn tin hả? Khi em về em cũng chẳng thèm nhắn, thế là gọi điện lại nói là tại sao mà Nam nhắn tin mà sao Ngân không có trả lời. Thế là em cho khâm lại, máy hết tiền rồi. Khoảng 10 phút sau á là trong điện thoại em là nhận được 50.000. Em suy nghĩ là người ta đã nạp kẹt cho mình rồi mà chẳng lẽ bây giờ mình không trả lời lại thì nó cũng kỳ quá. Thế là em mới nhắn tin qua nhắn tin lại. Thì từ lúc đó là tụi em có cảm tình với nhau. Đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau 2 tháng 11 ngày. Đến khi nào mà cưới nhau? 6 năm à? Hơn 6 năm. Trời ơi. Là mới đây hả? Hay dạ, em mới cưới. Cái ngày đám cưới có cái kỷ niệm gì nó ấn tượng không? Ngày đám cưới thì do là chắc trước đây cô hay giận quá nên ngày đám cưới nó cũng có một chút gì đó trục trặc. Thay đổi xe hoa đến 3 lần. Là sao chị chưa hiểu? Dạ, em với vợ em là cách nhau là khoảng 150 cây, hai nhà. Từ buổi tối là đi đón dâu đi được 20 cây thì cái xe đó nó bị lụng vỏ bên phải. Thì cái xe đấy không mang theo vỏ sơ cua, thế là phải dời hoa qua một cái xe trong đoàn khác. Đi khoảng thêm 60 cây nữa, cái xe lại bị lụng tiếp, cũng cái vị trí đó luôn. Bánh sau bên phải luôn. Dạ, thay cái vỏ sơ cua của xe đó vô thì cái xe đó cái vỏ nó lại bị phù một bên, không thể chạy được xa. Thì ráng chạy thêm xíu nữa thì điện cho một cái xe trong đoàn, cùng hãng cùng hiệu, quay lại cho mượn cái vỏ sơ cua thay vô. Xong xuôi thì cái xe đó lại không nổ được máy. Lúc đó không còn cách nào nữa thì thôi là em phải điện một anh bạn cho mượn một cái xe. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Trời ơi. Lại dời hoa qua xe đó, dời lần thứ 3. Tức là đi đón dâu mà đón từ mấy giờ? Cỡ 11 giờ đêm. Đi xuống nhà gái khoảng 3 giờ. Làm lễ xong 4 giờ, quay về nhà trai khoảng 8 giờ. Nghĩa là trưng chuyên như vậy đó hả? Dạ. Sau khi biết câu chuyện đó thì mẹ chồng em kêu là chồng em có cái dớp của ba chồng em. Là ngày xưa ba đi rước mẹ về thì trên một chiếc xe đạp thì đụng ngay vào cái ông xe càng lai hư xe của người ta. Phải sửa xe cho người ta và mẹ thì bị rách quần, phải mượn kim cái chỉ đi phá lại. Mà hai cụ năm nay là nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em mới hơn 50. Dạ. 50, còn 55. Là sống với nhau là mấy chục năm? Dạ, 30 năm rồi. Ồ, nếu vậy thì đó là một cái điểm lành. Từ đời ba cho đến đời con á, mà xảy ra những cái trục trặc như vậy, nó là cái điểm lành rồi. Vậy là các bạn sống với nhau cho gấp đôi 60 năm cuộc đời. Sau khi lấy nhau về á, rồi á, trong gia đình á, ai là người quản lý tiền? Dạ em ạ. Chi tiêu làm sao? Một tuần em cho lương cấp theo tuần đó nha. Mà đi làm cơ quan thì cấp theo tháng, nhưng về nhà vợ lại cấp theo tuần. Một tuần nào bao nhiêu em? Dạ 200.000. Gì một tuần 200.000 hả? Chuyển khoản hay đưa tiền tươi? Tiền tươi thóc thật để ăn sáng uống cà phê. Ôi dạ. Như vậy thì bạn có cảm thấy bạn khó chịu khi mà bạn còn nhận một cái số lương phải nói là quá ít ỏi trong vòng một tuần? Đúng rồi, chạy ra là có 30.000 ngày. Đúng rồi, dạ. Tại vì bây giờ bạn ăn một buổi ăn sáng thôi thì tôi nghĩ là cũng phải là 30.000 rồi đúng không? Còn một tuần dạ, không, cái đó là chỉ là uống cà phê thôi anh. Còn tất cả như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là vợ lo rồi. Nhưng mà ảnh có thói quen rất là xấu, rất là hay giấu tiền. Giấu là giấu. Khi nào mà em thấy hết tiền thì em lại để vô. Cho nên là anh ta cứ hay thích giấu tiền để lúc nào trong bóp anh cũng không có tiền, nên mà em bỏ tiền vô cho anh. Có lẽ là bởi vì cái số lương nó không đáp ứng được cái nhu cầu của người chồng trong một tuần cho nên mới giếm. Chỉ dù em giếm tiền có cái đâu. Ngu sao nói. Giờ anh đang coi chương trình truyền hình mà. Nói đi. Không nữa, không có giếm. Không, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chồng em đi. Em thì em chỉ khai cái này là do là bị phát hiện em mới khai thôi nha. Còn những cái khác em không khai đâu. Rồi. Anh Quốc Thuận có xài bóp đúng không? Anh có xài bóp. Anh có thấy cái ngăn mà kéo nhỏ nhỏ, tờ tiền anh xếp có thể làm 6, làm 8 anh gài vô đó. Còn cái sim điện thoại đó. Dạ, sim điện thoại đó. Còn bên ngoài thì anh để vài tờ tiền lẻ thôi, 10, 20 ngàn. Giờ mở ra đâu thấy tiền đâu. Cái chiêu của em là em vô đồng tích tây.
Vậy cho nên là chắc chắn một điều là sau chương trình này rồi thì chồng em sẽ không bao giờ bỏ tiền trong mấy cái ngăn nhỏ nữa. Nhưng mà em thấy như vậy em cứ cho đó là một tật xấu của vợ đó, đó là tật xấu của vợ. Quản lý tiền của chồng mới hay lục lọi. Chồng em ngoài cái chuyện giấu tiền nó còn cái gì mà làm cho em bất ngờ? Có hay đùa nhây rồi lừa em. Lừa là sao? Em thì em không thích ăn thịt chó, thịt chùa, cứ lừa em là mua về thì kêu là không, cái này không phải thịt chó đâu mà là thịt dê. Rồi thịt chuột thì kêu là thịt chim cút, rồi thịt chim bồ câu. Em ăn đi ngon lắm, thế là em vẫn ăn. Ăn xong ngon lành hồi nãy. Em biết em ăn thịt gì không? Thịt chó á. Em biết thịt gì? Thịt chuột á. Lúc đó phản ứng em sao? Sợ quá, em ớn mà em không biết làm sao, lỡ nuốt trong bụng rồi. Em nghĩ sao mà em thấy vợ em sợ mà em có lừa ăn chi vậy? Em ăn thấy ngon, muốn dụ cho vợ ăn cùng. Cái phần là cũng đùa nhây lắm ạ. Lúc đầu thì em vui, em còn chọc lại, sau riết cứ đùa xong em bực lên, thấy em bực là càng thích chọc nữa, chọc hoài vậy đó. Khi nào mà em giận lên mới chịu. Mà mỗi lần giận hay ôm mền gối ra phòng khách ngủ, khoảng cỡ tiếng sau thấy em ngủ một mình cái sợ lại ôm vô trong. Tự động giận tự động hòa. Rồi bây giờ cái điều mà bạn muốn thay đổi của chồng bạn là cái gì? Bớt nóng tính ạ. Ủa nóng tính à? Dạ nóng, hay nạt nộ em nè. Nạt nộ lớn tiếng. Tại cái tiếng anh bình thường nó đã lớn rồi, khi mà anh nóng lên thì anh cứ quát lên to lên ấy. Sao mà em nói là to? Anh la thử đi anh. Chắc chắn là chồng em làm thì không bằng em rồi, để cũng ém lại đúng. Dạ. Không sợ mất hình tượng. Dạ. Ở dưới kia nhiều bạn nữ quá mà. Làm sao em làm gì đâu? Anh thể hiện đi, hôm nay anh thể hiện đi. Anh ngại lắm, sao dám thể hiện? Sao dám thể hiện xấu? Em muốn vợ em thay đổi điều gì? Nhiều thứ lắm anh, không ăn bóc. Gì? Bóc bằng tay á. Không phải là ăn bóc mà là nhiều khi ví dụ thịt gà luộc thì em là thích là dùng tay để bóc cho nó nhanh được ngon. Cơm với khô là giống ăn mới ngon. Dạ. Tại vì do ăn bóc nên là hay bị rơi đồ ăn ra nhà. Miệng cô ấy bị mặt. Rồi còn chồng muốn cái gì đấy? Bớt sai vặt chồng. Một người thì muốn chồng bớt nóng, một người thì muốn vợ bớt sai vặt. Hai cái đó mà hai người cùng thực hiện là tự động bỏ được hết. Vì em sai vặt nhiều quá chồng em nóng. Vậy bớt sai vặt cho nó hết nóng. Có lý do gì mà đánh được không? Đúng không? Hai cái điều đó hoàn toàn tương tác với nhau đó. Mà sai tôi nhiều quá tôi bực tôi phải cằn nhằn đúng không? Tôi phải la chứ sao? Đúng không? Đơn giản quá mà. À chắc là có cái thiên nhiên tiền định gì đó, quyết định là tấn công dồn dập luôn. Ồ. Cái cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu em nhiên bên kia chứ, đối với em là cục nợ chị ơi. Ôi à, đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Kêu tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư. Kêu em sửa máy vi tính à? Máy vi tính. Em cũng chuyên nghiệp lắm đâu biết gì đâu. Kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết gì đâu, nhập vô là coi như sửa. Cứ kêu em là em ok good. Và chồng tiếp theo. À, hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Trương Hoài Nam, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Em được 27 tuổi. 27. Em là Phan Hữu Kim Ngọc, là nhân viên văn phòng, cùng tuổi với chồng em. Nếu mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là hai bạn là có một cái mối tình từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Sao anh hay vậy, anh có coi bói không vậy? Ôi em hay quá vậy Thuận. Thì em quen cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Từ hồi là còn đang sinh viên. Sinh viên đại học. Dạ. Thì quen nhau trong cái ngày đầu tiên vô luôn. Đầu tiên đi học đó. Dạ. Thì lúc mới dưới quê lên bỡ ngỡ lắm, em tìm cái lớp của em ở đâu. Thì em thấy cái cô này, ủa sao giống cái cô mà dưới quê mình đang cua mà không có được. Cua cả năm trời không được. Có khi nào cô đó không ta? Dù vô tình xếp hai tụi em lại chung lớp, thành ra là chắc là có cái thiên nhiên tiền định gì đó, quyết định là tấn công dồn dập luôn. Mà cái cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu. Em nhiên bên kia chứ, đối với em là cục nợ chị ơi. Ôi à, đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Em vô lớp mà ha, nhiều khi mình cũng muốn để ý người này người kia, giờ mà anh này anh kia mà sao giờ đi đâu cũng thấy đây, ngồi gần gần đó vậy đó. Chứ yêu cầu gì là em có đó, mà muốn cái gì là em chạy đi em đi mua. Cứ khi thằng tháng em biết cái gì rồi. Rồi thôi. Sam vậy hả? Đâu khoảng tháng mấy. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là trong lớp hòa đồng vui vẻ thôi, em hỏi thì em trả lời đối đáp lại. Sao em thấy phiền quá em nói thẳng luôn, nói tôi có bạn trai rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Lúc đó là trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Lúc đó là buồn giống như là hết muốn học nữa rồi. Tiêu tán hết rồi, không biết giờ sao. Xong cái nhưng mà em điều tra có radar mà em điều tra cô này sắp chia tay rồi. Có cơ hội, nhào vô tiếp.
nhưng mà đổi chiến thuật giờ là âm thầm lặng lẽ thôi. Xong rồi có một cái cơ hội là tự nhiên cái tình yêu của em bước lên tiếng thứ hai. Bữa đó đang ngồi học thì hai đứa cũng ngang ngang với nhau, em me mà cứ ngồi đó em gần gần à. Cái có cái cửa sổ đây, cửa sổ mà sẽ kế bên học không phải là một cái cửa sổ nữa, nó như một cái cửa hầm vậy đó. Thì em thắc mắc, em chỉ nói bâng quơ thôi, không biết trong đây có cái gì hay mà nhìn nó bí mật quá. Em cũng tò mò, em là tò mò còn hơn nữa, từ đầu em me rồi mà em có nói, bà này nói em nói ra chui vô lanh lắm, em chưa kịp gì là tự vô. Em diễn tả bên đây đi cho khán giả thấy mặt em dễ thương lắm. Em diễn tả bên đây cho chị. Còn vậy cái lớp của em quay lại, em quay cái lớp của em lại. Quay lớp lại đó. Đúng rồi, đó. Em bắt đầu em nghe nói là em nhảy giọt vô liền. Em bước đâu được 3 bước, sao nó lạnh như trời. Mà nó tối thui, không có thấy cái gì hết á. Mà em đi rồi đi bước từng bước, em không thấy được, nó cứ vịn rồi. Em bước đâu được tới bước thứ 5 cái em muốn quay lại rồi. Thấy hiu quá, sợ đúng không? Sợ quá. Nhưng mà công sức của mình là bao gầy dựng bao nhiêu năm nay, chắc là lần này là lần quyết định đây. Em đưa vô được tôi cũng tới bước thứ 10 cái tự nhiên dư cái hố đen vậy đó, xung quanh phía dưới chân em nó đổ xuống hết trơn luôn, nó sụp xuống hết luôn. Cái em lấy cái tài em chụp được cái thành vàng cho chỗ em. Em nghe một cái rầm. Lúc đó em học cái hội trường nó là lầu 4. Xong mà gớt xuống với em chết. Ủa chết ba, cái này là hội trường ở lầu 2. Là em đang trên nóc nhà em đang đu đeo. Trời ơi. Mấy cái miếng là phòng ở dưới, mấy miếng là phòng ở trên nó bầu rớt xuống, mấy bạn đang học ở dưới. Ở dưới thì lạ chí ché nhìn lên chị ý ơi ơi. Cái ông thầy giảng viên cũng ngừng học. Cái em xui cái nữa. Cái chiếc dép em đang mang rớt luôn dưới. Em lấy hết sức bình sinh em trồi lên trên, bò được vô lớp. Đang suy nghĩ chắc trốn quá, em tính bỏ trốn. Mà thôi giờ bỏ trốn thì cô này cô cũng lại đánh giá mình nữa. Thôi em chạy như để lấy đôi dép đi về. Lấy được đôi dép cái ông thầy không nắm đầu lại. Em gắng bảo vệ cô này luôn, không có kêu là cổ suối. Em nói là em làm rớt cái miếng giấy, em chui chổng em lụm, không biết sao rớt. Rồi em thoát được không? Thẻ sinh viên em bị giữ tới giờ em đâu dám quay lại em lấy đâu. Thì từ cái lúc đó em cũng ấn tượng với chồng em là nhìn khờ khờ như vậy mà cũng men, dám chơi mà không có dám khai em. Tự nhận chân thành nghĩa là rồi là có cái cảm tình. Em lúc đó em có cảm tình, bắt đầu cởi mở hơn, chứ trước đó là em không có thèm nói gì tới hết. Tụi em mới bắt đầu cho bạn cơ hội. Cái cơ hội em đến lần nữa cái tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư. Kêu em sửa máy vi tính à? Máy vi tính. Em cũng chuyên nghiệp lắm, đâu biết gì đâu. Kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết cứ gì đâu. Nhập vô là coi như sửa. Cứ kêu em là em ok good. Rồi cái lúc đó em gắn máy vô được, máy chạy luôn. Thờ phước chủ mai thầy sao á. Là thêm một cái ấn tượng đó với em nữa. Cái là trời khiến á, chứ đâu có biết sửa gì đâu. Cái cụ lấy bánh kẹo rồi cho em ăn, lịch sự. Nhưng mà tay em bụi không mà đâu mà đút đi, gài kẹo đút. Tay chân cũng đang cầm thôi, cụ lấy miệng cụ đút luôn. Em đơ hết trơn, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng hết. Nói vậy là chắc có lẽ là em là người tỏ tình trước hả? Dạ thì cái đó cũng là em bật đèn xanh cho bạn đó. Thì em lúc đó em chạy xong mà em chạy đường về, cái giờ chịu hết nổi, cứ nhớ tới cái lúc đó hoài. Tấp vô lề, nhắn tin liền, anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Rồi chúng ta lúc đó em là chính thức quen nhau luôn là lúc đó. Rồi mọi thứ nó cứ im xuôi trôi rồi chúng em cưới luôn. Thế cưới xong về là có hòa vỡ thêm lần nữa không? Chồng em là hồi lúc chưa cưới thì em biết là có cái tật hay la cà nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng mà cưới về mới biết là quá mức quy định. Không có tuần nào mà không nhậu. Mà nhậu là hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng. Coi như là còn người là còn nhậu, chừng nào người ta đi về hết mà mình rủ mà người ta không đi nữa mới chịu về. Chiến hữu của em nó đô mạnh quá, em phải tiếp chiêu thôi chứ. Nhưng mà em là một người bạn tốt, không bao giờ bỏ bạn. Đúng rồi. Thấy em nhậu bả cũng đâu có vừa đâu. Nhậu không biết đường về luôn. Tới 11, 12 giờ đêm bắt đầu gọi em ra rước. Rước xong cái về gặp em đúng hỏi đúng ba câu à. Anh biết em ăn gì không? Hôm nay em gặp ai không? Em uống nhiêu chai không? Rồi hỏi ba câu đó tới sáng luôn. Không chịu ngủ, cứ nằm xong cười. Xong mới quay qua hỏi. Hỏi xong cười. Nguyên đêm luôn. Em bó tay luôn. Vậy mà cứ che em. Em mắc cười hay là em giận? Thì em đâu dám nói đâu, mong bà ngủ không chết quỳ lại luôn, ngủ rồi không chịu ngủ gì hết trơn trời. Em là bạn bè, chừng lâu lâu bạn bè ở xa đến em mới nhậu nhẹt vui vẻ với bạn bè thôi, chứ không phải là mỗi tuần đều đặn như chồng em. Ngoài ra vợ em còn có tính xấu gì không? Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cằn nhằn á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi mà mở cửa mở tủ gì á, không kéo hộp tủ là cũng chữ, mở cửa ra không đóng cũng chữ.
đi tắm rụng tóc không dội cũng chữ. Nhưng mà nhưng mà em là lần thứ hai thứ ba mới nói chứ không có nói lần đầu tiên. Người ta tắm rửa xong là sạch sẽ, còn chồng em tắm xong là em vô cái nhà tắm như bãi chiến trường vậy đó, dơ quần áo mọi thứ một chỗ vậy đó, em phải dọn xong em mới tắm được. Thì làm vợ làm gì phải dọn chứ. Trời ơi, ghê chưa, cào nhào em suốt vậy đó mà không bao giờ ghi nhận công lao của em. Bữa đó bệnh ta nói nằm mệt quá hỏi giờ muốn ăn gì, em ăn cháo cá lóc đi. Em mua cá lóc về em mần em làm đâu 3-4 tiếng đồng hồ làm xong xuôi hết rồi bài biển dọn lên trên trước, lên ngồi ăn, khi lên trên khều xuống em xong rồi ăn xuống ăn cháo cá đi. Đang tưởng tượng diễn cảnh như hai vợ chồng mới cưới về ngồi ăn vui vẻ nói chuyện, bà vừa mới đi trên cầu thang đi xuống vừa nhìn xuống rồi quát vô mặt em xong. Chửi sụm, trời ơi cái gì đây. Em nghe cháo cá mình cũng đang đói đang mệt, mình hí hửng mình xuống mình tính thưởng thức thôi. Vừa xuống chưa thấy cái nồi cháo ra, em thấy cái nhà bếp là ha, tao nói tày quầy hết, nồi niêu chai lọ, tao nói mọi thứ nơi. Chỉ nghĩ tới cái cảnh mà mình đang mệt mà mình còn phải dọn dẹp cái bếp nữa. Em nhớ tới cái tật bài của chồng em nên em càng tức thêm. Chửi tùm lum luôn rồi em bỏ lên em đóng cửa em đi ngủ luôn cho mà ăn mình luôn đi. Tự xử. Có bây giờ mà chồng em chửi em lại. Đâu giờ. Lúc ngày xưa thì cũng như lúc cô thì chửi lắm. Mà mình nghĩ trong bụng mai mốt cưới về mình chết với tài chửi là tao biết. Xong cuối cùng cưới về cũng vậy luôn. Đâu dám nói. Bây giờ á em muốn vợ em thay đổi gì? Muốn bớt chửi riết, em không biết làm sao cho đúng. Thật ra là em chỉ cần nhằn giống như là để góp ý thôi, chứ bây giờ mà em không nói cứ vậy em cứ dọn hoài, rồi mốt có con rồi em dọn thêm con nữa chắc em đuối luôn á. Tức là em bực bội chồng em cái chuyện mà bừa bãi thôi đúng không? Dạ. Ai giờ thực ra nên nãy giờ ngồi kể hết những cái mà mong ước về nhau rồi, những cái mà chưa hài lòng về nhau rồi, thì hai bạn cảm thấy rằng là hai bạn có thể dung hòa điều tiết những cái mà hai vợ chồng mong muốn để sửa đổi không? Chắc từ từ cũng được, em bớt lắm rồi đó chứ ngày xưa em nhậu tuần có 5 bữa chứ nhiều. Trời ơi. Giờ em tận nhậu có 1-2 bữa em, chứ đâu phải là nhiều đâu. Mà điều nhậu tiết. Đó là trong làm công ăn việc bạn bè cũng có, làm ăn cũng có. Nhưng mà cái vợ em mong muốn ở em lại không phải là cái đó. Cái vợ em mong muốn đầu tiên là gì em quên à? Gọn gàng. Đó, cái đó là cái em có thể làm được ngay chứ em đâu cần phải làm mai mốt hay cái gì. Em thấy em gọn gàng quá, em làm như MBD á. Em thấy em gọn gàng là em giữ gìn sức khỏe cho vợ em đó. Tại vì vợ em cái tánh nó gọn gàng. Mà giờ em không gọn gàng ở đó phải bỏ sức ra nó dọn dẹp nó này kia nọ nữa. Đúng không? Dạ. Có làm được không? Được không? Chắc cố gắng. Rồi cố gắng mà thực hiện nha. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai em. Nên mình thì quân sư cho bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Trước khi cưới cái làm đủ cái trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi em để em chấp nhận em cưới, nhưng mà thật ra không thay đổi gì hết, chỉ là bưng bít. À bưng bít. À dùng bưng bít nó nghe. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng đầu tiên. Chị Dân có thấy không? Với một hành động của mình có thể cho thấy được chú rể là một người chồng rất chu đáo. Thực ra là các cặp vợ chồng son á luôn luôn vẫn còn giữ được cái ga lăng lịch lãm giống như là hồi còn yêu đúng không? Bạn hãy giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Hạo Nhiên. Hiện 32 tuổi đang làm chuyên viên về công nghệ thông tin. Còn em? Dạ, em là Minh Thư, hiện là công nhân viên chức. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Tụi em là học chung nhau từ hồi cấp 2. Thì gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên có một cô bé nhỏ ngâm ngâm mà luôn luôn sử dụng kẹp bướm để cột tóc, nhúng tóc trên đầu. À thì lỡ khác hết tất cả các bạn nữ khác nên để ý. Ủa chứ các bạn khác thì kẹp kẹp gì? Không có khác thì để thường thường để tóc ngang, tóc dài xuống thôi. Riêng bạn này là cứ kẹp bướm, kẹp bướm cái đầu. Kẹp bướm cái đầu đúng không? Bướm màu gì? Bướm màu hồng chị. Bướm màu hồng chị. Cháu này xuất hiện trong chương trình hôm nay. Em không có đi kẹp bướm trên đầu. Em già rồi. Vậy thì còn em ấn tượng về anh này từ khi nào? Ấn tượng á là thì là chồng em á vừa trắng vừa tròn vừa mũm mĩm dễ thương. Mà em thì lanh chanh đất chắc, còn chồng em thì ngồi góc vậy đó. Hai người học chung lớp không? Dạ chung lớp. Có chung chung bàn không? Dạ không chung bàn.
Ồ vậy hả? Rồi tụi em học với nhau suốt luôn hả? Khá đích chính là chuyển trường. Thì bẵng nhau khoảng một thời gian là từ khoảng 6-7 năm thì mới gặp lại nhau. 6 năm sau bạn gặp lại nhau. Vậy thì lúc đó cái cảm giác như thế nào? Thì đó, vô tình cái gặp lại cô bé này đi ngược chiều. Ủa em gặp rồi em có nhớ ra liền đó là cái cô bạn mà cột tóc bớm không? Nhớ như vậy. Vậy thì gặp nhau bùi ngùi. Dạ không có buồn ngủ, tại vì cô bé này đang là bồ của bạn thân. Mà lúc đó em đang cổ ý một cô ghép cô bé khác. Mà cô bé là bạn thân của bạn này. Cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng chưa có gọi là một cái gì gọi là có tình cảm gì đâu. Thì đúng rồi. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn mới thật sự là có tình cảm? Sau đó khoảng một năm. Thì bạn này thì có trục trặc với người yêu. Bên em cũng đang có vấn đề với cô bé bên kia. Nên mình thì quân sư cho bạn này, bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Vậy thì ai là người có tình cảm trước? Cái thời gian là quân sư thì hay nói chuyện điện thoại qua lại với nhau. Cái tối là về nấu cháo cứ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Có một bữa là em nói thẳng luôn, bây giờ ông muốn quen tôi thì quen rồi. Còn quen chơi thôi chứ không có quen thiệt. Quen thử rồi mình quen, mình hợp với nhau thì mình tiến tới tiếp tục tìm hiểu, còn không thôi mình chia tay. Vậy là thử yêu. Dạ. Vậy thử yêu. Sao? Em trả lời sao? Dạ thì mình đó thì tại vì em cũng không có vướng bận gì nên cũng thử cho biết nha. À vậy thì thử như thế nào? Cũng bình thường cũng này đi chơi, đi chơi thì cũng lúc là hai đứa lúc này nhiều người coi mình đố quan tâm đến họ thế nào mà họ quan tâm mình thế nào, thì sau đó mình nhận ra là mình có tình cảm thật sự với họ, bên vợ em mà bên vợ em cũng tình cảm thật sự là vậy. Thì trong quá trình yêu nhau chắc chắn hai bạn phải trải qua một cái giai đoạn gian truân và trắc trở hay là trơn tru? Nó vừa trơn tru mà nó cũng vừa có trắc trở. Trắc trở sao? Cái tính thì thật sự là không hợp ngay từ đầu rồi, biết là không hợp rồi nhưng mà cố ráp lại coi nó khớp hay không. Vậy thì trong khoảng thời gian yêu nhau chia tay mấy lần? Để không hết luôn hả? Rồi thì bao lâu thì hai bạn cưới nha? Lúc quen lúc cưới là 10 năm. Sao lý do gì mà yêu nhau tới 10 năm dài đẵng đẵng đó vậy? Cái này là lỗi tại em. Bản thân em là thích tự do. Em nói cưới hay không cưới không là vấn đề quan trọng, ở nhà có vui hay không, hợp với nhau hay không. Vậy thì bây giờ hai bạn sau khi nó cưới rồi sao hai bạn có thấy là vui nhau? Nó nặng nề. Nặng nề. Trách nhiệm nhiều quá. Tại vì mình độc thân đó khác, mình có gia đình đó là khác. Ủa vậy sao em không có giữ vai trò giống như là hai người quân sư? Ví dụ như em nặng nề quá, em nói anh giờ em nặng nề quá, giờ sao? Quân sư cho em đi chứ được. Ngược lại, hai bạn từ quân sư mà yêu nhau mà, đúng không? Dạ, thì bởi vậy tụi em mới tham gia chương trình đó, coi như một cách làm mới, coi như biến cái 10 năm cũ bỏ đi, làm lại. Chị, như vậy là áp lực dữ lắm nghe chị. Đó, bởi vì anh với chị Vân sẽ làm một cái động thái như là giúp cho hai bạn nó bớt nặng nề. Trước khi lúc em quen nhau đó, nó cũng không có vấn đề gì nhiều. Mà đến lúc cưới thì là rất nhiều vấn đề xảy ra. Lúc cưới thì vấn đề xảy ra là dị ứng toàn người luôn. Thế là cưới là vợ lo hết. Vợ đi mời thiệp, vợ đi đặt khách, đặt nhà hàng. Rồi đến lúc mà đêm tân hôn thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Lý do là chồng dị ứng hết rồi, không thể nằm chung vợ được. Rồi sáng ngày hôm sau là hai vợ chồng lại vô gia liễu nên không có động phòng. Là tụi em đi sau khoảng một tháng trời, ta gọi là dập mặt á, là ở trong gia liễu. Chắc là em bị dị ứng cái sơ quá chất. Dạ đúng rồi chị. Sơ quá chất đúng rồi. Em không chưa biết là những người phụ nữ khác là chứ. Vợ em thì cởi đồ cưới ra xong là lấy thuốc chấm toàn thân. Tại sao không để hết dị ứng rồi cưới? Dạ là đặt hết rồi. À, tôi nghĩ là trước một tuần lễ ngày cưới là phát dị ứng hết rồi. Ủa rồi yêu nhau lâu quá vậy là coi như là biết nhau hết, hiểu nhau hết vậy đó. Rồi lúc lấy nhau về có gì khác hơn lúc yêu nhau không? Chồng cũng sốc nhiều cái. Sốc quá hả? Ví dụ trước khi cưới á, cái làm đủ thứ trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới, nhưng mà thật ra không có thay đổi gì, chỉ là bưng bích. Bưng bích. Ê, dùng bưng bích nó nặng lắm á nghe. Nặng lắm đó, đang khác là qua mặt hay chỗ bưng bích cái gì ta? Bưng bích như cái xấu luôn đúng không? Còn cái gì mà xấu ghê gớm hơn nữa không? Xấu của quắc luôn á. Xấu của chồng em á. Xấu chồng em á là ở giờ không chịu được luôn á. Tại chồng em là thường thường hay trực đêm, ta mang màn chải hay là đồ cạo râu hay là cái gì á, khăn đồ đi theo để ta rửa mặt buổi sáng. Không thôi chi em để 2 ngày 8 lần cho tiện gọn. Có 2 ngày 8 lần nếu mà sao không đánh răng rửa mặt luôn á. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là gì? Hay là mềm lắm. Chồng về cái quên khóa cửa thôi, mà chị quên khóa cửa, anh ơi ra khóa cửa đi, thì nó một câu vậy thôi. Nói từ lúc mà lấy vô nhà lấy chìa khóa ra khóa cửa vô nhà xong rồi hút thuốc hết rồi chưa hết là bày với cái chủ khóa cửa. Có con chưa ta? À, chưa đúng không? Mới hai bạn hai bạn tính bao lâu thì
cái con cái là coi như trời cho thì lúc nào thì có. Lại em thì chưa muốn con này nhưng mà em rất muốn có con. À, có nghĩa là do em đúng chưa? Em chưa muốn có con vậy mà em lại đổ thừa. Con là gì vậy? Vậy là em đang bưng bít. Ủa mà lý do là sao? Có đứa trẻ thì nó trách nhiệm nhiều lắm. Mà chồng em thì giống như em đang có đứa trẻ 30 tuổi thôi. Em có thêm đứa nữa chỉ cho em khổ dữ rồi. Ba mẹ gào thét rồi gia đình rồi dòng họ ai cũng gào thét. Cái nỗi mẹ vợ ở nhà mẹ nói, mẹ nói mèo nó còn đẻ được chứ sao mày không đẻ. Nói chung cũng còn đã không tư tưởng. Nhiều khi em có con chồng em lại thay đổi. Biết đâu nhờ đứa con cảm hóa được sao. Bạn yêu nhau cả 10 năm chưa cảm hóa được mà con sanh ra một cái là tự nhiên đó. Chồng thay đổi liền. Mà chơi rồi biết chơi đó mạo hiểm. Vậy tật xấu giờ em còn gì không? Hay chê chồng là sao không bằng chồng người ta. Sao không anh không biết đấu đá với người ta. Anh coi đi chồng người ta kìa. Chồng ta lấy ham. Thì cũng nói lại chứ em lấy thằng kỹ thuật chứ không phải lấy thằng kinh doanh đâu mà đòi hỏi. Ừ. Chưa dắt nghe. Vậy em muốn chồng mình có những sự thay đổi gì không? Chồng bớt lời. Thế còn em? Thì em muốn là người vợ bớt nhằn nhằn đi. Hai là chồng về nấu cơm có sẵn nhà đi đó. Rồi anh về nhà là em mới nấu cơm. Về phải chờ nửa tiếng có tiếng sao được ăn cơm. Mệt mỏi vậy đi ngủ luôn. Không phải em biết nấu ăn. Mà nấu ăn á, mà lần nào cũng vậy á. Cứ 7 bữa thì là hết 4 bữa không. Ông nói chút nữa anh về, chút nữa anh về. Mà một chút á, nhất là 1 tiếng đến 2 tiếng. Mà cơm canh nó nguội. Mà để cứ dư như vậy thì đồ ăn ăn lại đâu có tốt đâu. Đó. Ăn lại nó đâu có tốt. Ăn cái gì cũng phải có lý do. Đâu phải tự dưng mà vậy. Còn gì nói luôn đi. Mới nhất là hai vợ chồng ông có một đứa con. Thực ra vậy nè, vợ của em á, là đầy đủ tố chất để làm người mẹ. Thứ nhất á, là cái người phụ nữ sạch sẽ. Đó là cái điều cần thiết nhất để có thể chăm sóc một đứa nhỏ. Thì con nít mà, nó mong manh lắm. Những người phụ nữ bê bối mà tỷ dụ mà đổi ngược lại cái vai trò mà em chăm sóc con em là thấy mệt mỏi rồi. Thứ hai là nấu ăn được cho chồng là đã biết nấu để chăm con rồi. Rồi bây giờ ông chồng mà nó mong muốn cái điều đó. Vậy thì em có đồng ý hay không? Đồng ý chứ, ngoại trừ là chồng em phải đúng giờ. À, bây giờ là phải có một người nói như thế nào thì bên kia mà ta mới đồng ý cái chuyện mong muốn lớn lao của mình. Đó giờ sao? Anh cứ anh sửa. Sửa rồi đó. Sửa cái vụ mà giờ giấc đó. Bây giờ người ta đã đồng ý ta sửa rồi kìa. Bạn thì sao? Đó, hai người đứng lên hứa với nhau. Em đồng ý cho anh cơ hội làm lại lần nữa. Rồi còn gì nữa? Rồi em đồng ý. Cũng đồng ý là xin cho anh một đứa con. Đúng. Một hoặc hai đứa. Một hoặc hai đứa. Và tôi hy vọng là ngay sau chương trình ngày hôm nay thì có thể là tối hôm nay các bạn thử đó. Và sẽ có tin vui trong một ngày gần nhất. Xin cảm ơn hai bạn. Đột lên em nói là không, em có nhiều anh trai rồi. Trời ơi, điều cuối cùng em có sửa lại câu nói đó không? Sau một vài giây em bình thẳng lại. Thôi vậy thôi em làm mà gái em nha. Lúc đó cái cô ấy đưa cái bài qua cô ấy quay chạy đi bất cả. Vậy đó hả? Anh ngủ một mình em đi đi đuổi vợ luôn. Em tức quá mà em sắp giỏ em đi rồi thì em gọi điện thoại cho bạn em tới chở. Lúc đó thì em cũng có chạy theo thì thấy cô bạn hôm đó này em cũng yên tâm em quay về. Nhưng mà đêm đó cả hai người có ngủ được không? Em nằm em suy nghĩ rồi tới sáng thì em mới nghĩ là mình hơi đông mà giận người say. Cái là em sắp giỏ đi về. Đúng rồi, em có suy nghĩ gì đúng rồi. Ai ơi đâu mà giận người say. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Phương Phúc, năm nay 37 tuổi, đang làm cho một công ty vận tải. Em là Khả Vy, em năm nay 29 tuổi. Nghề nghiệp thì là dược sĩ nhưng mà hiện tại là đang làm nội trợ. Trời ơi, tên gì mà mạnh mẽ dữ vậy? Khả Uyên. Dạ. Uy Uyên và Uy Uyên là Uy Hiếp nữa. Nhìn Uy thì có một cái chiếc răng khểnh rất là dễ thương. Vậy thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Đó là cái đêm Noel, bạn em á có kế hoạch đi uống cà phê. Em là một cái người hay đến sớm, được một lúc cô ấy vào thì ấn tượng đầu tiên về cô ấy rất là cá tính, có một cái trang phục quần lính, áo ba lỗ. Kế đến đó là về cái khuôn mặt thì trông cô bé cũng rất là dễ thương. Nhưng mà ngay thời điểm đó chị hỏi thật lòng em nha, em có thích khi mà cô mặc cái bộ đồ tomboy như vậy không? Cũng không thích lắm. Bản tính của em là thích cô gái nhìn vẻ thùy mị hơn. Nhưng mà cô đẹp vậy. Quá. Cô dễ thương quá nên mình để ý chứ. Vậy lúc đó thì nhìn thấy chồng em
Thì cái thời điểm đó thì em nghĩ như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc và tự nhiên em cảm thấy rất là tin cậy á. Mới gặp là tin cậy liền hả? Dạ. Em chỉ bắt chuyện bình thường thôi. Em tới em hỏi anh là ủa anh ơi, anh có phải là người Bình Thuận không? Anh nói đúng. Lúc đó em ngạc nhiên. Bà xã em cũng là người Bình Thuận. À, vậy là hai bạn đồng hương phải không? Dạ. Từ sau cái buổi tối hôm đó thì cứ thuận buồm xuôi gió hay là như thế nào? Sau khi mà uống cà phê xong, cả nhóm đi hát karaoke. Rồi sau đó thì em cũng chủ động đề nghị là đưa cô ấy về, rồi xin số điện thoại, rồi tụi em giữ mối liên hệ với nhau. Sau đó thì có một hôm tụi em có cái kế hoạch em giới thiệu cho cái nhóm bạn mới của em. Cũng nói trước là cũng có để ý cô này rồi, thì các bạn coi thế như thế nào. Mà cô có biết không? Không biết. Em bí mật với cô hả? Dạ, em biết. Rồi làm sao mà em đưa nàng đến đó được? Khi mà em gọi điện thoại nói cô ấy ra đó, cô ấy kêu là mệt ghê, từ từ ra. Chứ em nghe xong em buồn ghê, em hụt hẳn cái chút mấy. À, nghĩa là nghe cô nói mệt ghê là mệt ghê. Ủa sao kỳ vậy em? Lúc đó thì em mới vừa đi học về thì cũng hơi mệt. Mà cái câu cửa miệng em hay nói là mệt ghê á, mệt ghê. Thì anh lại nghe, anh lại nghe là anh lại tưởng em là giận dỗi hay là gắt gỏng gì vậy. Nhưng mà cái lúc mà em trả lời là mệt ghê thì chắc chắn nó phải có một cái vế sau nữa đúng không? Dạ, em nói là mệt ghê á, từ từ rồi em ra. Tại anh cứ giục hoài vậy đó. Thì tự nhiên cái em đang nói chuyện với em có mấy cái cục. Em cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà em cũng vẫn ra đến nơi thì nói chuyện không thèm trả lời. Đúng rồi, đúng mặt rồi. Đúng rồi, là quạo lên rồi. Quạo lên rồi, dạ. Em cứ bắt chuyện một hồi hoài không thấy nói. Thì có một cái anh bạn của ảnh á, thì mới đến nói với em này nè. Ủa hai đứa đang giận nhau hả? Anh Phúc á, là ảnh đang là ngôi sao sáng giá đó nha. Wow. Ráng mà giữ ảnh. Thì lúc đó thì em mới cảm thấy là chắc là ảnh đã giới thiệu bạn ảnh á, là em á, là với tư cách bạn gái rồi. Dạ lúc đó em cảm thấy em rất là vui và sung sướng. Mãn nguyện đúng không? Dạ. Rồi thì ai là người chủ động tỏ tình trước? Là ảnh. Sau một thời gian mà tìm hiểu nhau á, thì em quyết định là tỏ tình. Sau đó thì em mời cô ấy đi uống cà phê. Sau một hồi đi vòng do Tam Quốc nói chuyện vào lúc cao trào. Em nhận đây luôn. Em nói em ơi, làm em gái của anh nha. Với một cái không gian lãng mạn như vậy thì khi em nghe cái câu đó, đó phản ứng của em sao? Em đang chờ đợi là anh tỏ tình. Em có chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ đồng ý. Anh mới nói là em dạ liền. Nhưng mà tự nhiên em nghe vậy cái là em bất ngờ, em đột lên em nói là không, em có nhiều anh trai rồi. Trời ơi, rồi cuối cùng em có sửa lại câu nói đó không? Sau một vài giây em bình thẳng lại. Thôi vậy thôi, em làm mà gái của anh nha. Lúc đó cái cô ấy đưa cái bài qua, cô ấy quay chạy đi bất cả. Vậy đó hả? Như vậy là từ lúc mà tỏ tình rồi, cái ngày sinh nhật đầu tiên của cô ấy, dạ, em làm điều gì cho cô ấy vui? Cái này chắc để em kể. Ừ, em kể. Bây giờ em mà nhớ lại cảm giác đó thì em cũng cảm thấy em hạnh phúc. Hôm đó em đợi từ sáng cho tới chiều, không thấy nhắn tin, không thấy gọi điện. Thì em đang ngồi buồn vậy, mấy chị ở trong cùng phòng trọ với em thì mới reo lên là Uy ơi, mày sướng quá. Cái em không biết chuyện gì, em ra ngoài cửa em nhìn thì em thấy trời ơi, sao mà giống y chang như là một người bán bong bóng vậy đó. Là đằng trước xe là treo một túi rất là to, một tay thì xách một cái bình hoa tulip. Em rất là cảm động và cảm thấy hạnh phúc ghê lắm. Ngày hôm đó thì em cũng muốn là tạo cái bất ngờ cho cô ấy. Sáng hôm đó là em đi mua bông và mua bong bóng, xong có đó về em nhờ em gái của em và em thổi xong bây giờ khi mình nhắc lại là cô gái rồi. Trong lúc mà quen nhau như vậy, hai bạn có thường xuyên mà đến nhà nhau chơi không? Dạ có. Em nhớ cái lần đầu tiên mà em đến á, thì đang nuôi cô chuẩn bị nấu nướng này kia vậy đó, thì có tiếng chuông cửa. Em mở cửa thì em thấy có một người thanh niên. Cái em hỏi ủa anh tìm ai? Anh này thì không có nói gì hết, cười thôi, mà ảnh có cái hành động là giống như là muốn mở cửa để bước vào nhà. Thì em mới gằn giọng lên hỏi ủa anh tìm ai? Anh nó lại càng không trả lời mà nó lại cứ cười nữa. Em đang định quát lên đó thì anh này đi về. Cái hỏi ủa sao về sớm vậy? Em nghe hỏi vậy là em biết rồi, là người đó trong nhà. Khó rồi chị. Cái cậu đó là em trai của em. Cô ấy thì chưa biết mà. Quen với cổ chắc cổ giận dữ lắm á. Có hay giận lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hay giận. Hay giận. Mà cũng muốn hay cho con đó. Dạ. Thế chồng em có hay giận không? Dạ chồng em chắc hay giận hơn em nữa đó. Gì? Dạ. Một cái chuyện đơn giản như là em đi chơi với bạn thôi là anh cũng đã đùng lên giận rồi đó. Bạn trai thì đúng rồi thôi. Dạ. Không, bạn gái thôi. Vậy hả? Dạ. Ủa mà sao đi với bạn gái cũng giận là sao? Thường thì em đi làm ra thì em ghé nhà cô ấy. Nhưng mà bữa đó thì là cô ấy đi chơi với bạn, không nói cho cô ấy biết. Giận là bị hụt hẫng đó. Khi yêu nhau á, người ta cứ muốn cái người đó là phải của riêng mình đó. Dạ. Đó, rồi bây giờ đi đâu không chịu nói, không chịu gì hết trơn á. Tự nhiên là lo gì, mình lo. Mình đó là mình dạ. Cái gì đến cho cổ đó. Hay là mình
lo lắng các thứ đúng không? Dạ, dạ. Rồi ngược lại em có những cái cảm xúc giống như anh không? Dạ, cũng có ghen nhưng mà cũng sơ sơ thôi. Ghen sơ sơ. Có một lần em dắt cô bạn thân của em đến nhà chơi á, thì cô đó vừa thấy anh Quốc là cô khóc oà lên, coi như là khóc nức khóc nở luôn, khóc mà xong một hai là kêu là thôi mày chở tao về đi, mày chở tao về đi. Lúc đó thì trong đầu em có rất là nhiều câu hỏi. Em quay sang nhìn ảnh, em quay sang nhìn bạn em, em cứ đặt câu hỏi là không biết là anh này làm gì nó mà tự nhiên nó khóc dữ vậy. Ra tới đường thì nó mới nói chứ, ôi ơi sao anh Phúc á, ảnh giống người yêu của tao quá. Thường á thì khi yêu nhau á, mọi thứ đối với mình á nó rất là đẹp, nhưng mà khi lấy nhau rồi đó, tụi em có một cái gì đó nó cảm thấy bất ngờ về nhau. Dạ có, trước khi cưới là một người rất là điềm đạm vui tính, mà sau khi cưới về rồi á là khó tính này, hay càm ràm nè, hay chê em. Hồi yêu nhau là không có chê, lúc nào cũng khen hết á. Chắc trước cưới là nói là em ơi em mặc quần lính với áo ba lỗ đẹp lắm phải không? Thì đó là style của cô ấy. Trong khi đó style của em là áo sơ mi cũng như là quần tây, thì em cũng có quy định như là sau khi cưới về, thứ nhất là không mặc áo ba lỗ cũng như là quần lính cũng như quần sọt mà đi ra ngoài đường. 4-5 cái quy định lận là không bia rượu nè, không la cà nè, dọn nhà sạch sẽ và nấu ăn á là phải đầy đủ món, là món mặn, món canh, món xào. Rồi chồng em chê em là chê cái gì? Nhiều lắm chị, như em nấu ăn, lâu lâu em nghĩ ra được cái món mới thì em nấu, thì thay vì chồng người ta thì người ta khen đi để cho vợ mình á là được hãnh diện xíu. Không, cái này á anh thấy cũng bình thường thôi, thậm chí nó vô người chê dở quá đi. Vậy mà vẫn ăn hết. Chứ dở dở em hết. Cái đó là chiến lược của em để thay đổi bà xã không? Thì bạn nói đúng á, khích để bà xã này hoàn hảo hơn. Kiểu này là chồng ghiền món ăn vợ nấu nè đúng không? Ừ. Có khi nào mà ổng giận quá rồi không cách gì làm quệ cho ổng được á, nấu cho ổng bữa cơm ngon ổng hết giận không? Dạ có. Rồi mỗi lần cô giận thì em làm sao cho cô hết giận? Em hay năn nỉ, em mua quà, mua đồ ăn lạ về. Mỗi lần em giận chồng thì em thể hiện như thế nào? Em không thèm nói chuyện. Không thèm nói chuyện. Dạ. Có lần nào mà giận dữ dội không? Dạ cũng có. Hôm đó ảnh nhậu xịn, em có cằn nhằn một vài câu rồi em bỏ ra khỏi phòng. Một lát sau em quay lại là để em coi thử có bị cái gì không. Vừa mở cửa phòng ra thì em thấy trời ơi, ở trong phòng toàn là giấy báo xé vụn đầy hết một phòng luôn. Sao xé áo mà xé báo? Xé không nổi à. Em mới hát lên, trời ơi anh ngủ một mình hay sao? Ảnh mới la là ừ anh ngủ một mình, em đi đi. Đuổi vợ luôn. Em tức quá mà em xách giỏ em đi. Rồi thì em gọi điện thoại cho bạn em tới chở. Lúc đó thì em cũng có chạy theo, thì thấy cô bạn không đón này em cũng yên tâm em quay về. Nhưng mà đêm đó cả hai người có ngủ được không? Em nằm em suy nghĩ rồi tới sáng thì em mới nghĩ là mình hơi đông mà giận người say. Cái là em xách giỏ đi về. Đúng rồi, em có suy nghĩ vậy đúng rồi. Ai hơi đâu mà giận người say. Nhưng mà em lâu lâu em hãy say thôi, chứ em say kiểu này thường xuyên là mất vợ đó nghe. Cái tật xấu em là say xỉn. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là cái gì? Hay suy diễn. Em hay đi tiếp khách á. Em có gọi điện thoại về em nói là hôm nay anh đi tiếp khách một chút. Thế là bắt đầu cô ấy suy diễn. Thì ảnh mỗi lần ảnh gọi về em nói là hôm nay anh đi tiếp khách đó nha em. Thì em nói anh đi tiếp khách hả? Anh đi tiếp khách ở đâu? Anh nói là ở nhà hàng. Em nói là nhà hàng nào? Nhà hàng ở quận 3 á. Ủa nhà hàng đó hả? Nhiều tiếp viên nữ lắm đó. Thì anh nói là ừ nhưng mà nó mặc đồ kín đáo lắm. Thì em nói mặc đồ kín đáo nhưng mà đứng gần không? Anh nói là thì đứng gần nhưng mà chỉ rót bia thôi. Anh nói không, rót bia một hồi là nó sẽ ngồi lên đùi đó. Trời ơi, suy diễn có rồi là có bài bản như vậy. Suy diễn giống như là cô ấy đang ở hiện trường vậy. Khi mà vợ của em ở nhà để làm nội trợ và chăm con không á, thì cái chiều hướng của cái suy diễn nó khó mà bỏ lắm. Đó là kinh nghiệm chung. Bởi vì tự nhiên mình ở nhà mình thấy cái cuộc sống mình nó bị hẹp lại đó. Rồi là công việc của mình á thì nó lại đơn điệu, từ sáng nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ tạm thời có điều kiện mà chồng lo được cho mình thì mình ở nhà mình chăm con cho nó cứng cáp. Nhưng mà khi con lớn rồi thì em nên tạo điều kiện cho vợ em tiếp xúc với xã hội. Thì lúc đó cổ sẽ bớt suy diễn. Em đi làm rồi em sẽ thấy rằng là cái phản xạ của em nó rất nhanh nhẹn. Vừa phải việc nước vừa phải việc nhà, tự nhiên người phụ nữ họ nó nhanh nhẹn lắm. Thì cái gia trưởng cũng sẽ bớt. Bởi vì sao? Mình sẽ thấy cái khác ở vợ mình. Rất mong á, là qua cái buổi nói chuyện này xong á, các bạn về sẽ có một cái họp tổ dân phố nhỏ nhỏ với hai người đó, để đúc kết vấn đề này và để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc. Chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị.